Video hôm nay là video rất đặc biệt các bạn, video không đổ bánh xèo, chỉ quay người ăn bánh xèo thôi. Bây giờ ăn bánh xèo rồi. Chào coi, chưa có chào gì hết trời. Chị Hai không chào, con chào chứ. Con chào chú Hà, con chào tất cả mọi người trước với thân nước ngoài nước. Ok, chào con. Vậy mà được. Chào nhỏ hút giỏ mình cảm ơn mình tiếng. À, là do nó nói là con có cái má đó, lúc đầu tiền nên mà giàu lắm. Ghê, thấy người ta để ý ghê. Người ta để ý ghê, ủa gì hả, sao làm gì tự nhiên thấy anh John Lê tới anh chạy vô luôn nhà vậy? Chắc là đẹp trai quá mà. Ghê không không? Không kêu chắc là đẹp trai quá mà. Thôi bớt giận đi, bớt giận đi. Bớt nổ đây anh ơi. Bớt đi. Mình nổ ví dụ như là bò nổ 100% mình nổ 99% thôi. Nổ ít thôi, nổ ít thôi. Để cho ba có tiền nó bù vô. Nổ ít thôi. Cái gì đó nó còn lại xíu để cho ba bù vô. Chứ mà con lên quá 100% là ba đâu có gì để. Còn 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19. Còn 19 cái bánh xèo nha các bạn. Và ở đây là 5 cái chảo. Đây tôm còn nè, sao không còn đổi luôn nè. Đây nè. Bột nè. Còn bột. Còn bột. Cho anh giả đò đổ mấy bánh xèo vậy. Ủa mà sao chị Hai tự nhiên chạy vô chạy vô tù 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 vậy? Đây nè. Còn bột mà do thế nước tắt lửa. Bình thường tắt giữa khoảng cách tắt và khoảng cách mở nó dở mà. Đây. Tôm thì còn à cũng được mấy cái bánh nữa nha các bạn. Tại vì do tích dễ cho nên muộn nha. Thịt nè nha các bạn. May mắn lần sau. May mắn lần sau hả? Giờ sớm mà khách ập tới cái là phải đổ chờ. Ô, 20 khách tới kìa. Đó. Ước gì giờ có ai đổ bánh xèo mình quay video ta. Thôi còn mấy bột ra giả đò đổ bánh xèo cho chú Hà quay miếng video coi. Thể hiện cái năng khiếu coi. Bột bên đây. Bột chín rồi. Bột chín rồi. Bếp trưởng rồi. Bếp trưởng đâu rồi? Đó là yêu cầu của khán giả, nói chung lâu lâu John Lé ghé coi đổ bánh xèo à. Rồi John Lé coi miếng ơi. À. Tức là cái phía bên này là có Trâm Anh đúng không? Một tay luôn. Quá dữ. Mạnh dữ. À, chị Hai, anh John Lê tới xong rồi chị Hai với lại cử em út ra tiếp. Chứ còn chị Hai ngại không có tiếp. Cái gì? Đủ luôn hả con? Không, nhiều lắm á. Cái đây còn tới mười mấy cái nè. Mười mấy cái kia. Mười mấy lên con, gái. Bữa nay cuối tuần ông bà đi ăn bánh xèo trễ lắm, phải chuẩn bị trước đi. Không tiên nữa. Để xử lý một coi. Ok. Bánh còn nhiều quá. Đó. Tiên rồi tặng nữa mấy bà cháu, mấy cô cháu cũng qua. Đó. Xử lý bột cho nó nhuyễn rồi. Không biết bánh này làm gì nè. Bỏ vô lò bị sống. Nóng lên ăn tiếp. Đâu có. Thôi nè, hai đứa ra kia đứng nói chuyện nè. Đâu. Chú Lan đồ quay cũng được. Bánh xèo đó là bây giờ nó đang nắng mà mới đổ ra mà. Mới vừa đổ ra. Ồ, ai hả? Chú Khiêm hả? Chú Khiêm. Không. Rồi, chú Khiêm. Thế hả? Chú Khiêm. Ồ. Chú Khiêm chú. Ồ, nghe tên bà ngoại lên chơi. À, vậy hả? Ai? Sao ai con? Chú Khiêm là... Đồng chí hả? Chú Khiêm là người đây nè. Chú hỗ trợ cho quán tấm bảng này nè. Rồi trong kia tiếng Anh, tiếng menu rồi là có chú làm hết á. Bếp nữa nè. Cái này nữa nè. Là chú khi mà chú con xanh xanh á.
Ờ, à, đó, đó, đó. Đó. Chào chú Khiêm. Dạ. Ồ, té em. Dữ ta. Vô lên TV. Mới xuân lê TV, mới vừa tới đó trong cái hà anh chạy tan vô cử chăm anh ra. Được rồi, cho mình này ở đây mà. Cho mình ở đây mà. Đây, bánh xèo luôn. Rồi, 10 cái đi. Một cái luôn, chị một cái bánh xèo luôn. Đây, mới vừa nói có nào kìa, hết pin luôn rồi. Rồi video rồi. Này rất đẹp việc, nay là em quay, hôm nay là em quay video rất là dài luôn á. Chú Long quay video rất là dài luôn. Chú Long chơi video dài rồi, 2 tiếng hồ rồi các bạn ơi. Chú coi. À, mấy chú quay video 1 tiếng mấy, 1 tiếng rưỡi. Ghê vậy? Đó. Ờ. Rồi tình hình sao không đổi nữa hả? Rửa mặt rồi, tôi nói thiệt ha, bữa nay có anh John Lê TV đó, là người ta rất là chỉnh chu, hiểu không? Không hiểu đâu, không hiểu. Chú đấy, anh á, anh phụ á, à, anh kia đây, anh đấy, à. Ba đứa nhỏ, trò chuyện với bà nội hả? Ghê hả? Ồ, tâm sự mỏng á mà. À anh Ba là ý là mình chốt kèo anh. Bạn mấy bạn của mấy anh đó. Nãy bạn của mấy anh đó là anh đi lộn qua lần lại là anh đi bộ, còn anh đạp xe để coi nhìn địa chỉ rồi là có đúng hay không. Chứ sao được. Là mai tới trễ. Đi trễ. Sao kèo gì? 7 giờ tối. Bạn không có chứng mặt đâu. Hả? Vậy là mai sao? Mai 7 giờ bạn tới. À. Đại diện tiếp thôi, đúng không? À, không, mà mai con đại diện con tiếp cho chị hai cũng được, có gì đâu. No. Đấy, no. Cho vô trong, không cho không tiếp luôn. Không ạ. À. Ai vậy? Không tiếp sao có bò. Kiên tiếp sao có bò. Tiếp sao có bò. Phải tiếp, để người có bò. Tiếp, tiếp. Phải có tiền tiếp. Tiếp, tiếp là bò đó. Từ ta đang nói tiếng Anh, đúng không? Trời ơi. Bây giờ chú Long nói thiệt nè, hai đứa đó là con chọn đứa nào? Cười cười. Nhiều lúc là duyên chị nợ em. À, hai chị á. À, nợ em duyên chị. À, nó có nhiều cái hay lắm. Ủa rồi nó giỡn ấy, rồi cuối cùng là hồi chiều giờ có đông khách không? Chịu à. Đây đây vậy hả? Chứ không có gọi là vỡ trận. Vỡ trận rồi như bữa nay thứ bảy mà ta. Hết vỡ trận. Lấy răm. Răm cái gì mà răm? Đây răm dây ống. Wow, đi đến cầu lông ở đâu luôn hả con? Dạ không. Nè, đi học nhạc mới về đi sẵn tính quýnh luôn rồi. Đang đi mới đi đăng một cái, đem hai cái mà đi đăng cái. À, đi đăng lại hả? Đăng lại cái lứ. Dạo này bận lắm á, chú Khiêm thấy lâu lắm á ghé. Còn 3 tuần luôn á anh. Dạ. Dạo này làm việc cả ngày. Dạ. Yeah. Rồi cả thứ bảy chủ nhật luôn. Dạ. Ủa? Anh nghĩ nó tưởng 3 chứ. Không chứ. Dạ. Mình cứ coi ấy hoài nha. Dạ. Từ nay mình thấy từ nãy mà thấy cô tới á. Thấy hai chị em cứ lộn đi. Ê, chào cái ơi. Tên gì phía sau lưng hả? Từ nãy cô Long chống mặt luôn á. Đứa lộn qua lộn. Tên gì sau lưng áo sau lưng tên gì ạ? Ô, à California, California. Ờ, bữa nay là cái video rất là đặc biệt nha. Chị quy tụ hết dàn diễn viên điện ảnh. Bánh xèo nhí. Bánh xèo nhí. Chứ giờ quay cái gì nữa đâu? Giờ đâu có quay gì nữa? Quay đâu bánh xèo mà giờ bánh xèo là kết thúc rồi. Rồi mai 9 giờ chú Long tới nha. Bye bye. Mai 9 giờ. 9 giờ tới đó là bạn về, còn 8 giờ bữa bạn về. Đâu, chú tới là chú quan trọng là chú quay bánh xèo thôi, còn bạn con là con tiếp chứ. Bạn con tiếp chứ, ai tiếp? Chú đâu ra tiếp rồi. Bạn con tiếp. Cô giáo con chú Long chú. Ờ. Cô giáo con là chú Long chú Hà. Ủa cảm ơn con. Chấm bài với bạn. Không. Ủa?
Ủa mà con rồi, con có mời mời sinh nhật cô giáo không? Tới ngày bánh xèo là chú Long bao bánh xèo. Có mời sinh nhật cô giáo không? Chú Long nói rồi. Trời ơi, mời con tới chứ. Mời 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 cô giáo sao là kỳ vậy? Mời cô giáo đúng không? Hiểu rồi. Mời cô giáo. Con có sinh nhật con đâu mời cô giáo. Mời cô giáo là nghe điểm lắm. Nghe người ta nói không? Mời cô giáo chứ không mời cô giáo là điểm thấp nha. Nói trước biết chưa? Sao không luôn? Ôi em nghe em nghe em nghe. Rồi em kết thúc video nha ông bà cô chú. Rồi mình cũng có cũng kết thúc video luôn. Cái gì? À. Rồi đừng có nhém, đừng nhém, cắt đi, đừng nhém. Rồi cắt đi, đừng nhém chi. Đi đây, đã khoe là mới khoe cho nó chót chứ. Người ta đi học đoàn. Đâu rồi, có cái tiết mục gì để chú quay tiếp không? À, Long Thủ kìa, gặp Long Thủ kìa. Sao con còn tiết mục gì không? Còn chơi dễ dàng không? Đừng rảnh quá, chú lớn rồi chú. Chú lớn rồi chú không quấn cầu lông nữa, ý là giờ còn tiết mục. Không có biết, không biết chơi mấy cái môn đó lớn rồi chơi nó nhảy dây cho nó đặt chân hả? Chú nói cái gì? Nhảy dây mà đặt chân à? Vâng. No. Yes. No. Yes. Ủa? Rồi dừng hả? Tối nay chú Hà không tới, chú Hà bận rồi. Cái gì vậy? Về ngủ rồi, con đâu biết đâu. Sao nghỉ? Hay biết, con có biết đâu. Rồi, bánh xe luôn chị ơi. Bánh giờ. Được, gửi xe ra nhưng mà chạy vô trong á. Ăn ở trong bàn chẳng sẵn. Ngày hôm nay thì con bay cho bà đi qua không? Bánh giờ, tưởng chú Hà không tới nữa rồi. Đó, khách vô lại ra nha các bạn. Dạ bà. Mà chú Hà tới sớm nha. Tới sớm là 8 9 giờ tối hả hay là sao? Hay là 8 9 giờ sáng? Tối thì chú Hà tới rồi. À. Chiều á. À. Rồi hết pin luôn, hết quả nhớ luôn, đã xóa mất cả. Đó, sao? Bữa nào quýnh? Chú rủ nó vào đâu hả? Chú sao? Bây giờ sao? Đẹp quá mà, xịn quá. Chú đẹp lắm. Hôm nay chú Long tới mấy giờ? Nãy tới 7 giờ á, 8 rưỡi phải không? Đúng rồi, chú Việt kìa vậy, chú Long vừa tới luôn á. Nãy nhảy cháu đi ngang nghe chú thấy chú Việt ngồi kìa. Chú Hải hả? Ừ. Biết ngồi đâu không? Ngồi đâu? Thôi về kia luôn, về cô ba về luôn nè. Con về luôn đi nội. Về đến Cà Long rồi. Rồi. Về luôn nha, con về luôn nè. Dạ. Chú Việt vừa nói là rồi mùa sầu riêng mà à, do là nhờ hơn cái là mình cứ tưởng là video này sẽ đặc biệt là quay bánh xèo nhưng mà không có đổ bánh xèo, nhưng mà cuối cùng vẫn có đổ bánh xèo, đó là hết đặc biệt luôn à, tưởng đặc biệt. Ở cái này là đổ bánh xèo về da đó, tưởng đặc biệt cuối cùng không đặc biệt, mình có tiêu đề luôn rồi đó. Tưởng đặc biệt rồi. Cái gì em lúng hả? Hả? Chỗ cái hình như có chỗ cái giá gì em nè. Sao hả lúc hả? Còn đâu? Xe rồi. Xe rồi. Hết cũ.
Rồi, 5 bánh luôn. 2 cái. 2 cái bánh xèo. 2 cái thôi, lượng 2 cái. 2 cái cho bà chủ. Bà chủ kia, nó chạy xuống tiền. Không, nó ra dán bà chủ á chứ. Ra dán bà chủ. Bà chủ chỉ tay vậy đó. bà chủ chỉ tay 5 ngón hả? Để mà giữ. Bà chủ nào mà làm luôn chủ nhật luôn không? Có. Bà chủ quán bánh xèo. Giỏi hả chị? Quá giỏi luôn. Chị khách có bài chủ nào mà từ 6 giờ sáng đã dậy đưa cả lũ đi học chưa? Không có bài chủ nào cả lũ luôn. Lũ nè, lũ nè, chủ nợ chủ nợ chủ là người ta sẽ ngủ được tới 11, 12 giờ trưa ba dậy. Đó. Có chủ nào mà sáng mà kêu từng đứa dậy đi học từng đứa đi học. Ngon ngon. Từng đứa đi học. Có chủ nào mà giặt quần áo tặng cho lính đó không mặc không? Rồi, vậy là lấy rồi, bị quất đứt đứa hả? Có chủ nào mà giặt quần phơi đồ chứ em mai được. Mai con xuống không đứng đẹp. Bây giờ bạn có là vô các bạn đi ở chi cho. À vậy hả? Nhớ phải ghi âm lại cái đoạn đó bà nội nói. Biết sao lúc mà có cái quay mà. Có quay hả? Có cái lồng chú Phương quay đó. À. Bữa nay chú Phương có tới hả? Dạ. Có Phương vlog. Yên tâm đi. Cái giờ mà con tiếp. Tới không, ta? Không biết nữa, chắc không sáng hả? Sáng thì tối. Sao chú Long nói 9 giờ chú Long tới là sao? 9 giờ tối có nghĩa là tới chú quay bánh xèo thôi. Còn bé tiếp bạn. 9 giờ quay gì nữa? Ủa, quay dọn á. À, quay dọn. Quay là kết thúc. Quay dọn hàng nha luôn. Ừ. Chứ làm sao? Mấy cái bánh xèo da? Một cái hả? Ủa, bánh xèo da là bánh xèo da là giống như bánh xèo mà bánh xèo... ăn vô không á. Đúng rồi, mà gọi là quy gieo một bánh xèo nha các bạn. Quy gieo quay được đổ có một cái bánh xèo à. Rồi chút nữa có khách đặc biệt nói cho hai cái bánh xèo da, một cái bánh xèo tôm không, một cái bánh xèo thịt không nữa. Ngon. sao con chào chú Hà. Ừ. Em gái này. Em gái đi. Khỏe chú Hà. Dạ khỏe. Em bé đi học lớp mấy rồi? Dạ mới hơn 2 tuổi rồi. À. Đang học mẫu giáo. Dạ là gửi mẫu giáo hả? Dạ gửi mẫu giáo. À. Dạ. Dễ chịu không? Dạ dễ chịu. Dễ chịu hả? Dạ. Ê, nhột em. Em đâu có con của chú Dương Khiêm. Con Dương Khiêm. Ồ khách tới kìa. Rồi đó rảnh. Rồi nó rảnh rồi nó hát rồi. Đó rảnh rồi đó. Hát rồi quay qua đây chơi làm gì vậy? Cho tôi quay chút xíu chứ làm gì ghê, cho tôi đủ video chứ làm gì trời. Bánh xèo kìa. Quay đâu. Mà sao lạnh lùng ghê ha. Đó. Đây ghế ngồi chơi anh John. Anh này. Tết rồi. Tết rồi con các bạn hát. cái gì vậy? Ủa, à đúng rồi, cái đấy là hai bạn hai bạn hát như mình nghe bài. Hát nghe bài cho vui. Rồi anh Mai sinh nhật phải hát bài nghe vui chứ, đúng không? Đúng hát kìa một cái nhắn nè. Bông hoa, kia xinh tươi, cũng đã băng nụ cười.
À là cái bài đó lên bài đi hát hả? Hát hát sinh nhật hả? Ồ hôm nay tập liền sao rồi hát ăn bài đấy có sao ra. Cái gì? Cái gì vậy? Nhưng mà nó làm đây gì làm cái gì ta? Cái hài giống ông chủ hơn của anh. Giờ bắt đầu thời tiết nó mất mát nó dịu dịu như đội đúng này nó dễ chịu. Thời tiết bây giờ là dễ chịu ngồi hát ngồi ca rồi là hợp lý nhất luôn á. Chứ còn lúc trưa mà ra đứng hát người ta nói mình chắc bị kỳ gì nó hát. Còn bây giờ là hát cũng hợp lý nè. Muốn nói tiếng không? Muốn. Làm gì ạ? Làm cái đường nhảy. Tới rồi đó. Hấp bà lại à? Ôi, xong rồi nè. Xe rồi. Bãi bánh xe của chú rồi. Đúng rồi. Kệ gì không? Rồi, dâm chú. Không, cái ruột giỏ không ruột không sao? Rồi hôm nay con học được cái bài hát nè, hát bài mới coi. Bài mới toanh luôn á. Trồng khoai lang mà. Em trồng khoai lang mà em đi bỏ cái mì ghê không? Ghê mà. Hả? À? Sao bà hát là bà hát gì? Đâu có biết đâu. Mà sao khoai lang khoai mì lại hả? Nghe lạ vậy. Bây giờ nữa, không uống nước. Kể câu chuyện ngày xưa, có ông già leo núi, leo một tay một chân, té xuống ao cái bùm. Đây giờ lúc mà mấy bé nó rảnh nó hát nha các bạn. Đổ bánh xèo là phụ thôi, hát là chính nha mọi người. Đi học là mừ. Đó. Cây là chẳng lên lông, ba cây chụp lại lên hồn núi cao. Rồi sao nữa? Một chấm lọc xoay đậm, hai chấm là đậm. Rồi rước cuộc không hiểu gì luôn. Ba chấm là ngất ngay. Cũng chậm là lé luôn về nhà làm gì anh ơi, đêm nay tao bận đi chơi. Hình như mấy cô cháu đang gắp kèo đi ăn bánh, đang đi gắp kèo đi ăn bánh xèo đúng không? Làm gì nhậu. Giỡn hoài. Ghi đồ này coi. chơi kỳ cục em. Bà chơi kỳ cục ghét chưa nhận nhỏ té. Gì vậy? Rồi, bánh xèo cho chú kìa. Con. $35 trái rồi, chú mua 3, chú mua 10 cái, con giảm chú 5.000. Ê. Chú mua đó, chú quay xe đó. Chú mua. À, chú qua đường. Thanh Kiều sớm mất luôn. Trời ơi, tưởng bé Hà đi vô trong nó giận chứ. Trời ơi. Tao quay tao làm chứng nên là không có chân cản là bình thường. Không có ngán chân em. Chú đang rảnh nè. Không, nó giỡn lâu hát bài nghe chơi chứ. Hát bài nghe chơi đi. Lâu lắm mà không có nghe hát á. Bài mới á. Mới là bài gì? Bài gì hôm trước là mấy đứa mới học đó. Mới hát nhiều rồi, cái anh này hát đi. Nhạc sĩ đó. Ơi, cái hát đi. Con này tài hát. Con này tài hát xem. Con này tài hát.
Okay. Nó ghê lắm. Tại gì? Tài lạc, tài lạc. Cũng nhiều tài lắm. Rồi, thử một tài nghe cho mấy bạn. Nói cho nghe cho em. Tại gì vậy trời? Mà hát mình cảm thấy là mình tự tin nhất thì mình lấy. Mà mày tự tin thì giọng hát. Tự tin thì bánh xèo. Tự tin thì hát. Hát đi. Tự tin thì hát. Hát đi. Hát nào, hát cái đó. Hát bài... Hát đi. Bài từ từ. Bây giờ sẽ hát nè. Sao trời làm gió. Sao trời làm gió đỡ đi à, cái gì đó. Cái giọng con hợp với bà đó đó. Lâu lâu hát ông bà nghe. Ông bà cô chú nghe chơi bà đi. Gọi là mình gấp cho nghề thôi. Không thuộc lời đúng không? Đúng rồi. Rồi, bật bài hát ra, bài nào? Tương mai. Hả? À quên. Mấy giờ rồi? 9 giờ. Thôi chạy về lấy cái vợt chứ. 10 giờ nó mới đóng cửa mà. À, từ từ đó, đúng không? Đang sửa cái quạt, sao cái vợt? Rồi, đây là tự tin nhất là hát đúng không? Là hát ca, là mình hát. Còn đây tự tin nhất là đổ bánh xèo thì ra đổ bánh xèo. Còn tự tin nhất là làm gì? Đâu được, mình phải công bằng chứ. Đó, hát đi con. Chưa vô hả? Chưa vô hả? Hai một vô. Chẳng anh chẳng khuya giờ, thật chẳng cần thù mà hay làm cô dâu. Người ta chắc chắn là thương, đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh. Bàn tay anh ấm chai sạch, làm sao lo lắng được em cả. Hay không, hay không, hay không, thuyền cảm xúc rồi. Tiếp. Khuya đã khuya hơn rồi, đi sớm đi em mai còn tương lai. 12 bên nước lục trong, ngày em đẹp nhất là ngày chia tay. Ngày mai em vượt qua cầu, ngày mang nỗi nhớ ngày anh mai. Manh động. Ba, hai, một. Vô. Sao trời làm gió đây, con thuyền sang bên người ta. Dòng sông vắng người qua, chuyện tình này chết trở trăm bề. Thường em dời chung sao? Vui quẹo. Mình thôi nên rồi đi sống là gì? Tính tiền coi hả?
đường ăn mật hay dạ hay dữ ta vỗ tay và cho ăn mật không vỗ tay mà được, được, được. Rồi tới ai? Tới ai? Chị bắt xèo này, bắt chị hàng ngày rồi. Bạn Johnny Lê. Johnny Lê. Johnny Lê. Bạn bạn không, anh không hát thì anh nhảy thêm một bài đi. Bạn hát nhảy đi lắm nè. Mình tin lại. Trước tiên là, trước tiên chào Vinh Ba. Vinh Ba chào Vinh Ba đi. Vinh Ba chào Vinh Ba với mấy chị đi, mình đi về nè. Johnny Kitty hả? Con kính chào mấy chị đi, con chào mấy chị mình đi về nè, con chào mấy chị đi. Con chào mấy chị đi. Giỡn anh xây lé. Anh lé thiệt mà. Con đi lé. Lé cái đôi chơi nè. Ôi làm lé đi, làm lé cũng được. Lé là ai làm cũng được đó bé ơi. Lé nè. Đâu, đâu làm lé thôi. Đó, đó, lé thiệt, đó. Lé là ai làm cũng được đó. Bình thường nha, rồi cho biết hình nào. Đâu, đâu? Biết gì đâu? Đâu, biết rồi. Biết đi. Biết rồi, biết gì coi rồi. Bắt bình thường nha, có hai miếng nha. Ừ. Gì vậy? Lé hoài vậy bạn. Đây, lé vậy bạn. Đâu, đâu, đâu? Đâu, đưa qua đây coi. Chưa thấy gì đó. Bạn đang nhìn bạn nào? Cái gì vậy? À, 10 cái. 10 cái, 10 cái luôn rồi. Cho bạn ra ngồi đây. Thiệt luôn hả? Rồi. Rồi, rồi, rồi. Rồi rồi, bất thật. Hát ca cho đã cho vô 10 cái là xong luôn này các bạn ơi. Hết luôn không? 350. 350. Đó, kèo. Kèo lớn. Kèo lớn cuối cuối ngày. Ở đây hết luôn hả? Cảm ơn các em nha. Ô, hay quá ta. Hết chữ chưa? Ủa 10 cái mà. Còn mấy mấy? Rồi. Rồi, tặng xuống cái là 11 cái luôn. Chốt đơn là dẹp ngủ luôn. Còn không? 7 6 7. Đúng rồi, 7 cái nữa. Thôi đừng mà, đừng biết chú mắt như thế. Đang hát liêm diêm thấy chú ta ủng hộ 10 cái sáng mắt liền. Hay quá. Tỉnh liền. Sao vui không? Rồi cảm ơn chú đồng bào nha. Anh chứ. Đó. 1 2 3 4 5. Ủa chưa có rau, có rau chưa? Chờ xíu, có rau nha. Đó. Rau rau cuối cùng là mình nghĩ là mình còn nghỉ luôn hay là có để bắt đổi nữa không? Nghỉ không? 9 giờ rồi. Trời ơi. Không có, anh nói anh được. À không, anh không có. Anh không giỏi thôi, phải không? Anh không giỏi thôi. Chứ không tiếng giỏi anh. Thôi chứ phải là. No. Nhưng từ đầu ông nói vậy đó. Vậy vậy. Rồi đã giỡn chứ cũng kết thúc video nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. 9 giờ đi về lấy cái vợt đang sửa vợt ở chỗ tiệm đóng cửa rồi. Xui lắm, 15 giờ. Rồi. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Biết gì đâu. Rồi. Ba nó trả mời chú ba, chú Hà. Ok, cảm ơn con.